dù bạn làm gì sẽ luôn có những người nói xấu, xem thường hay cố gắng đạp đổ, cô lập bạn. Họ gọi bạn là kẻ thất bại, loại người như mày thì làm được gì? Mày thật là vô dụng, mày thật là thảm hại. Ai cũng có ước mơ, người muốn làm cầu thủ, người muốn làm ca sĩ, họa sĩ, tất cả đều tốt đẹp. Tại sao họ xem thường bạn? Phía sau những lời nói cay nghiệt là nỗi sợ. Họ sợ bạn. Họ sợ bạn nỗ lực và vượt qua họ. Họ có ước mơ nhưng họ không đủ quyết tâm để theo đuổi nó. Lướt web chơi game, bình luận tiêu cực trên mạng xã hội là tất cả những gì họ làm. Những thứ đó gặm nhấm họ cả ngày. Họ trốn nỗi sợ ấy bằng cách ném cơn giận dữ vào bạn. Trong giây phút đó bạn trở thành con quái vật ẩn mình bên trong tâm hồn sợ hãi của họ. Họ chọn cuộc sống dễ dàng và hào nhoáng. Còn bạn hãy chọn cuộc sống thách thức, hãy đón đầu hiểm nguy, hãy sống trong bóng tối và rèn luyện với tất cả những gì bạn đang có cho tới khi bạn đứng được trong ánh hào quang. Họ có thể đẹp, họ có thể to lớn, họ có thể thông minh, họ có thể sinh ra trong gia đình giàu có hơn bạn. Nhưng bạn có tinh thần bất khuất của chiến binh và ý chí sắt đá vươn lên từ trong gian khổ. Họ không hiểu rằng bạn sẽ sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng của mình. Họ không hiểu rằng bạn sẽ sẵn sàng cống hiến cho con đường bạn đã chọn. Họ sẽ phải thấy bỏ cuộc không nằm trong từ điển của bạn, đầu hàng không nằm trong sự lựa chọn của bạn. Khi bước lên võ đài hãy cho họ biết, ngươi sẽ từ bỏ hoặc là ta sẽ chết. Hãy tin tôi đi, những người ghét bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Họ sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho tới khi thấy bạn gục ngã. Tiếp tục nỗ lực để cho họ làm những gì họ làm tốt nhất. Phí thời gian cười nhạo bạn. Bạn cần những người này nhiều hơn nữa. Khi người ta tập trung vào bạn, nghĩ là bạn đang làm điều gì đó tuyệt vời mà họ không làm được. Bạn cần họ vì họ là một phần của trận chiến. Trận chiến đưa bạn vượt xa những con người bình thường. Đừng bao giờ để cho họ thấy bạn yếu đuối. Hãy mạnh mẽ lên, hãy làm những gì xứng đáng với sự căm ghét đó. Khi bạn gục ngã hãy nhớ kỹ khuôn mặt, hãy nhớ kỹ giọng nói của họ. Đứng lên, đứng lên. Mày không nhớ những gì họ nói sao? Mày không nhớ họ đã xem thường mày như thế nào sao? Đứng lên, đừng để cho họ đắc ý. Con thỏ nghĩ là mày phải chiến đấu. Cho dù lê lết mày cũng phải tiếp tục. Đừng bỏ cuộc, hãy phản kháng. Cứ để họ nói, bạn có thể giận dữ nhưng đừng để nó hủy hoại. Hãy biến cơn giận thành sức mạnh, hãy để nó tuôn trào trong cơ bắp, trong não của bạn. Hãy giải phóng con bạn thú ra ngoài. Nó khiến bạn hành động không mệt mỏi, khiến bạn tập trung vào mục tiêu. Nó khiến bạn nỗ lực hết mình cho dù bạn ở trong địa ngục. Thiên đường chỉ tạo ra thỏ và nai, địa ngục tạo ra mạnh thú, tạo ra chiến binh thép. Bây giờ chính là lúc để họ biết ta là mạnh thú. Mạnh hơn, dữ dội hơn, nhiều hơn. Đau đớn hơn. Cảm ơn những kẻ đó, chính nhờ họ mà bạn biết rõ loại người bạn không bao giờ muốn trở thành. Cảm ơn họ vì đã đánh thức con mãnh thú bên trong bạn.
Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Viết Vũ. Khi người ta xem thường bạn, đừng chùn bước hay là sợ hãi. Hãy phản kháng bằng cách nỗ lực nhiều hơn nữa, rèn luyện nhiều hơn nữa. Không cần phải cãi nhau hay xung đột với họ. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và ghé thăm Facebook của Quyết Tâm Mạnh nhé.